Chào mừng bạn đã đến với video hướng dẫn của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Ở video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để gia hạn tài khoản của bạn trên hệ thống iGroup Blog. Trước tiên, bạn hãy vào trang igroupblog.com. Ở phần này, bạn hãy để ý đến cái thanh menu ở bên trên này, bạn hãy kích vào phần thành viên. Tiếp theo bạn hãy đăng nhập cái tài khoản mà bạn đã đăng ký trên hệ thống iGroup Blog vào đây. Mình đăng nhập tài khoản của mình vào đây. Khi hệ thống cho bạn ra một giao diện như này, một giao diện trang quản trị như này, thì bạn hãy kích vào phần iGroup Blog ở phía góc phải phía bên trên. iGroup Blog hình có 3 ngôi nhà. Khi kích vào đây, bạn sẽ về trang quản trị site của bạn. Phần My Site nó sẽ cho các bạn biết là trên cái tài khoản của bạn đang có bao nhiêu website. Ví dụ ở đây mình đang có 2 website như này. Để gia hạn dịch vụ, bạn hãy kích vào phần trên Backer. Ở bất cứ website nào cũng được. Bạn hãy kích vào phần trên Backer. Đây là phần gia hạn cho cả tài khoản. Ở phần trên Backer này sẽ cho bạn 3 lựa chọn để bạn có thể thanh toán. Đó là thanh toán qua thẻ Visa hoặc Mastercard. Thứ hai là thanh toán bằng ATM, thẻ nội địa ATM. Thứ ba là bạn có thể thanh toán bằng Internet Banking. Ở phần Visa hoặc Mastercard, nó sẽ cho bạn 2 lựa chọn là Visa hoặc Mastercard như này. Ví dụ bạn chọn Visa. Khi bạn chọn Visa và bấm Process, nó sẽ đưa bạn đến một cái trang để bạn có thể nhập cái số thẻ Visa và nhập các thông tin ở đây. Khi bạn nhập xong các thông tin, bạn hãy để ý phần giá trị đơn hàng ở phía trên này sẽ có cái giá mà bạn phải trả ở đây. Bạn hãy xem kỹ phần giá, điền đầy đủ thông tin và kích vào phần thanh toán. Tương tự với thẻ Mastercard cũng vậy. Hai trường hợp sau đều sử dụng thẻ nội địa. Bạn có thể sử dụng cái chức năng là thanh toán chuyển khoản qua thẻ nội địa ở đây, trực tiếp trên website tại đây. Bạn có thể chọn ngân hàng nào mà bạn đang sở hữu cái thẻ đó. Ví dụ mình chọn Vietcombank. Process. Ở đây bạn hãy điền đầy đủ thông tin và để ý phần giá trị đơn hàng, rồi kích vào phần thanh toán. Đối với phần Internet Banking thì bạn cần phải có cái tài khoản Internet Banking của các ngân hàng mà bạn đang sở hữu thẻ. Thì cái để lấy được cái tài khoản hoặc mật khẩu Internet Banking này thì bạn, nếu bạn chưa có mật khẩu, bạn có thể liên hệ với ngân hàng để có thể lấy được tên tài khoản mật khẩu. Khi đã có tài khoản mật khẩu, bạn hãy đăng nhập vào phần đăng nhập hệ thống ở đây, rồi kích vào phần đăng nhập và làm theo hướng dẫn để có thể thanh toán. Có một trường hợp nữa mà bạn có thể thanh toán để gia hạn cái tài khoản, đó là chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng. Để thanh toán bằng cái cách này, bạn hãy chuyển khoản cái số tiền bạn cần gia hạn. Ví dụ 1 tháng là 297.000 chẳng hạn, hoặc 1 năm là 3.546.000. Thì bạn hãy chuyển khoản cái số tiền đó đến tài khoản Vietcombank ở đây, mang tên Nguyễn Đức Tuấn, hoặc tài khoản Techcombank cũng mang tên Nguyễn Đức Tuấn luôn. Khi bạn đã chuyển khoản đến hai cái tài khoản này thì bạn hãy liên hệ ngay đến số điện thoại
01249 247 247 để bạn có thể thông báo với chúng tôi là bạn đã chuyển khoản và chúng tôi sẽ thực hiện gia hạn cho tài khoản của bạn. Chúc bạn thành công.